Xin chào mọi người. Thì video hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái đèn pin siêu sáng đến từ Xiaomi. Đó là Xiaomi Neptune Floodlight. Sử dụng cái chip LED XHB50.2. Có khả năng chiếu sáng lên đến 300 m. Thân đèn pin được làm bằng hợp kim nhôm, sử dụng trong hàng không vũ trụ. Ngoài ra, một cái đặc điểm nổi bật của cái đèn pin này nữa, đó là nó có khả năng chống nước chuẩn IP7. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm. Vỏ hộp màu đen nhìn rất là sang trọng. Đây là mặt trên của cái vỏ hộp. Ray ghi là Neptune 2000 lumen. Bên mặt hông sẽ là các thông tin như là cái độ sáng cao nhất là 2000 lumen, thấp nhất là 25 lumen. Thời gian sử dụng tối đa là 140 giờ. Tối thiểu là 3 giờ ở cái độ sáng cao nhất. Khoảng cách chiếu sáng xa nhất là 380 m. Thấp nhất là 40 mét, chuẩn chống nước ở cái độ sâu 1 mét là IPX7. Ngoài ra thì nó có chống va đập ở cái độ cao 1 mét. Các mặt khác của cái bảo hộp sẽ có một số cái thông tin như mã code, tên của sản phẩm. Và nó không hề liên quan gì đến Xiaomi, nhưng đây vẫn là một cái sản phẩm mà hợp tác với Xiaomi. Ở mặt sau nó có một số thông tin như nó sử dụng cái chip LED có chất lượng cao XHB50.2, chuẩn chống nước là IPX7 và nó có hỗ trợ sạc nhanh USB Type-C. Cái dây để các bạn treo cái đèn pin thì nó làm bằng các vật liệu silica. Ở phía dưới sẽ là một số thông tin. Đầu tiên đó là kích thước của cái đèn pin, chiều dài, chiều rộng và phần đầu. Thứ hai là vật liệu chế tạo. Thứ ba đó là các chế độ với các độ sáng khác nhau. Thứ tư là khoảng thời gian sử dụng tối đa liên tục của cái đèn pin này. Thứ năm đó là khoảng cách chiếu sáng. Thứ sáu đó là dung lượng pin ở cái mức 3.6V. Có hỗ trợ cổng USB Type-C và một số các thông tin về nhà máy. Tiếp theo mình sẽ mở hộp bên trong. Kế đây thì mình đã lắp pin vào trong cái đèn pin rồi, nên bên trong này chỉ còn một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng thông tin của đèn pin. Một cái sợi cáp USB Type-C để sạc cho cái đèn pin này. Cái sợi này nó khá là mỏng manh và ngắn, dài khoảng cỡ 20 cm, bằng cỡ găng tay của mình. Một cái sợi dây đeo. Lúc nãy thì mình đã tháo viên pin ra để các bạn xem viên pin bên trong. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp viên pin vào bên trong cái đèn pin như thế nào. Đây là viên pin kèm theo cái đèn pin, có mức dung lượng pin là 5000 mAh ở 3.6V. Đầu tiên thì các bạn vặn cái chui. Bạn chú ý là các bạn gắn chiều dương ở phần đầu và cái phần đáy thì các bạn để cực âm. Đây là cực âm đây. Sau các bạn để thẳng, để cái khớp cho nó thẳng để tránh các bạn vặn, mà nếu các bạn lệch nó thì trái gai, sau này nó dễ hư hỏng cái đèn pin. Tiếp theo, còn với cái dây thì cũng tương tự như những cái đèn pin khác. Đây nó cũng có lỗ, các bạn luồn vào. Là sao? Với cái dây đeo này thì rất tiện khi các bạn cầm đi mà có thể để bên tay mà không sợ rơi rớt, hoặc là để các bạn treo trong nhà. Với những bạn nào mà mới mua cái đèn pin này thì nhiều bạn sẽ chưa biết cách nào để sạc cho cái đèn pin này, tại vì nó không có kèm theo cái sạc kèm theo.
Nó chỉ kèm một cái UPTC. Thế các bạn để ý cái phần đầu đàn này. Các bạn có thể vặn ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra. Các bạn tháo vừa tay thôi. Tới khi nào các bạn để ý chỗ này, nó có một cổng UPTC. Thế các bạn cắm cái dây UPTC kèm theo. Và nếu ở nhà có cái củ sạc có hỗ trợ sạc nhanh thì các bạn cắm vào để sạc. Vì cái đèn pin này có chuẩn chống nước là IP7 nên cái nút công tắc nó bằng cao su, nên hoàn toàn khi các bạn sử dụng ngoài trời mưa thì không sợ nó bị mưa thấm vào hư hỏng. Phía dưới này nó có bốn cái đèn để cho các bạn biết được cái dung lượng pin còn lại. Đây khi mình bật đèn á, thì nếu mà pin đầy nó sẽ sáng bốn cả bốn đèn. Còn khi nó cạn pin á, thì nó có thể là không sáng hoặc là nó chỉ sáng một cái đèn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thao tác tắt bật đèn. Khi các bạn nhấn mạnh một cái thì nó sẽ hiển thị ở mức sáng cao nhất. Để giảm độ sáng á, thì các bạn sẽ nhấn nhẹ khoảng 1/2 lần so với khi các bạn bật đèn. Thì nó sẽ giảm từ mức cao nhất sang cái mức thấp dần và đến là thấp nhất. Còn đối với chế độ SOS thì khi các bạn đang bật đèn, các bạn sẽ nhấn giữ nút công tắc khoảng cỡ 3 giây. Lúc này nó sẽ kích hoạt cái chế độ SOS. Thực sự thì với công tắc này thì sẽ rất khó thao tác đối với những người lớn tuổi. Cuối cùng, đây là cái video thực tế mình qua sử dụng cái đèn pin để chiếu sáng. Nó có cái mức sáng khác nhau như là 2000 lumen, 560 lumen, 200 lumen ở cái khoảng cách khoảng 200 m và 25 lumen ở khoảng cách 100 m. Hình ảnh và màu sắc trong cái video này có thể nó không sát với thực tế. Tại vì mình sử dụng cái camera của điện thoại nên khả năng bắt sáng và cái màu sắc vào ban đêm nó sẽ không tốt bằng một số cái máy quay hoặc là máy ảnh chuyên dụng. Nếu các bạn thấy cái sản phẩm này hữu ích và thực sự cần thiết cho các bạn thì các bạn có thể tham khảo và mua về sử dụng. Link của sản phẩm mình sẽ để ở phần mô tả cho bạn nào quan tâm.